Sáng ngày 9 tháng 9, gần 50 bệnh nhi ung thư đang điều trị tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi khai giảng tràn ngập niềm vui ngay trong bệnh viện. Đây là lớp học chữ do chương trình Ước mơ của Thúy của báo Tuổi Trẻ và khoa Nội ba bệnh viện Ung bướu tổ chức. Lớp hoạt động 2 buổi mỗi tuần với 2 môn học chính là Toán và Tiếng Việt. Sau 8 năm hoạt động, đã có hơn 850 lượt học sinh là bệnh nhi tham dự lớp học. Nhờ đó, nhiều học sinh đã biết đọc, biết viết trong thời gian điều trị bệnh. Trong số này, khoảng 30% học sinh đã được điều trị khỏi bệnh, trở về địa phương tiếp tục đến trường, đạt những thành tích tốt trong học tập. Các bé nhờ có cái hoạt động này mà cái cuộc sống tinh thần của các bé nó phong phú hơn, rồi nó vui tươi, sống động hơn. Bởi vì những ngày mà các bé điều trị ở bệnh viện á, thì các bé rất là nhớ trường, nhớ lớp. Và đặc biệt là những bé mà ham học á, là các bé muốn được học tập nè, được đến trường nè. Cho nên khi vào lớp này thì các bé tạm quên nỗi đau của mình.